Xin chào quý vị nha. Dubai đang quá trời nắng. Nắng chịu không nổi luôn. Nắng quá ngày ơi. Đi vô đốt cơm. Ờ, nắng mà thương quay cây. Ông chồng không nào tới nữa. Ông ba đi chơi cả tuần, ngày sau tới nay về chứ ông bà. Nó chịu qua về nào này. Nắng quá quý vị ơi. Ơi, bà chồng. Chồng thì thương. Sáng tươi quá trời tươi vậy mà. Mấy cái dưa leo nó cũng không chịu nổi nữa. Ai mà ở Việt Nam qua Mỹ làm nông cũng vui. Làm nó đuối lắm. Nhưng mà nó cũng cài chết gấp do đấy. Ủa nay ngày tới trễ vậy? Tới trễ vậy. Đuối quá cái đó. Tại sao nó không lên? Đất nó chai nó có lên nổi. Giờ phải xới lên vậy nè. Mấy cái gì mướp gì nè. Tiền quế hả? Tiền quế 15 lần nữa. Tao nghe qua tao quế. Giờ còn lại 100 đồng trả lại nó về đây. Nha. Nào xới nó lên. Rồi bây giờ đó dây dưa leo á, mà tại sao giờ này nó héo mà sáng ra tưới nhiều lắm. Tại sao? Nhưng mà tại đất nó khô khô á. Không nóng lắm rồi, còn đi cái chỗ này nè, cái chỗ cắm bàn thờ ấy mà cũng nóng quá trời đất. Thế thương rồi bây giờ phải chạy, mới chạy qua cho mỗi một dây dưa leo nó một thùng nước nữa. Không sức, tao chạy xe cổ không, bên giờ xịt nó nóng, mai là có dự trữ mấy cái thùng nước á. À thế hả, xịt giờ nóng đấy hả? Giờ nước nóng chứ nóng. Còn chính nhà ra xịt sáng sáng hay buổi chiều? Thì sáng sớm xịt rồi dạ. Mà giờ nó héo. Lại héo lại rồi hả? Ừ. Trời, giống như mình nó chăm vậy đó, mà nó cứng quá thì nó khó đó thầy chứ. Giờ nãy cành xanh lá. Mai đi. Dạ mai đi. Ơ, thầy có cây sunflower ở đâu vậy? Chú Hoa Hướng Dương hả? Vâng, Hoa Hướng Dương á. Không biết đâu mà nó hẹn nước. Nó lên như vậy hả? Thôi. Hả? Ở đây? Dạ. Không phải, còn tại vì con mới cúng Phật bà đó, dạ. Con mới có thể thấy cái Hoa Hướng Dương, phải Hoa Hướng Dương không? Con thấy đúng rồi, tại vì cái hoa này con chim nó ăn nó rớt xuống. À nó rớt đó ngà, mà giờ lên cao quá vậy nè. Dạ. Tại lấy cái hạ hoạt rồi ăn được ngon lắm mà. Không có rớt được cái con chim đâu, nó canh nữa rồi. Vừa ra hạt là nó bỏ nó ăn rồi. Dành cái thầy hả? Ok, để con vô thăm nhà đi nghe anh. Dạ. Đã ăn cơm gì chưa? Chưa. Mai đi nghe thầy, mai 11 giờ thầy đi nghe. Dạ. Bên trong á, là mình quán chiếu thiệt đúng đó. Tại sao Đức Phật giới thiệu Đức Phật nói cái tâm như ví như đất. Quán chiếu hoài, quán chiếu mãi mà không hết ý nghĩa đâu các quý vị. Cái tâm nó ví như đất, Đức Phật bảo tâm ví như đất. Ngũ gọi là tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ. Trong tam giới lấy tâm làm chủ, tâm ví như đất. Đất mà nó xốp thì cây nó lên phù 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 phù. Mà đất mà cái mùa nắng này nó càng nắng xuống đất nó chai á. Tưới rồi, sáng tưới rồi. Ví dụ như mình không hiểu, mình trách tại sao mình tưới nó không hút nước. Mình tưới thì nó không tranh thủ nó hút nước. Nhưng mà mình nghĩ lại cuộc đời cũng vậy. Thật sự ra một khi mà cái tâm thức của mình nó chai cằn rồi á.
mình khó có tiếp thu được cái điều thiện lắm, mình khó có tiếp thu được cái điều lành lắm. Khi tâm thức mình nó chai cằn, chứ như đất một khi mà tâm thức nó đã đất nó đã cứng rồi thì nó khó sinh sôi nảy nở. Cái dây dưa leo một khi nó lên phừng gọi là dây dưa leo, nó dí như Phật giáo đại thừa của mình vậy. Lên phừng mà nó nhiều khi nó quên đi cái gốc. Tưới tôi cứ tôi phà tôi tưới cho lá cho cành nó tốt mà mình quên đi cái gốc, cho nên nắng quá cái gốc nó héo. Ý như sự tu tập của Phật giáo đại thừa của chúng ta vậy đó. Coi chừng mình quên cái gốc đi thì nó sẽ chóc cái gốc, nó sẽ chết cái gốc. Mà nó chết cái gốc thì nó chết cả sợi dây dưa, không ăn gì được. Thành ra làm cái gì cũng phải nhớ cái gốc của nó. Con người thì cội gốc của con người, mà ông bà thì nó là cây cội nước nguồn. Đạo Phật với cái gốc của Đạo Phật là một vị là Phật lịch sử, một con người thiệt của xã hội, chứ không phải là mình theo Đạo Phật mình mơ mơ màng màng, mình trong ở đâu cõi trời cõi nam cõi bắc cõi tây nào. Ngay cuộc sống này Đức Phật giải quyết ngay cuộc sống này. Cho nên tôi suy nghĩ hoài cái ngày hôm qua đi trị bệnh, bác sĩ bảo tôi không được ngồi thiền lâu. Thôi lỡ thì nó hồi rình là lỡ ngồi chút vô luôn. Rồi chơi chút vô. Có nấu rồi. Rồi chơi chút đi vô luôn. Dạ, vô luôn cái đại cho rút khô mà hôi đó. 8 cái nghỉ tới 4 giờ mới ra làm được đó. 5-6 giờ chứ thầy, 5 giờ không kịp. Tối không 8, kịp. 8-9 giờ mà vi xong ngày thì làm. Ngồi đây ta nói nghe. Bao nhiêu đó ra là cái đất khô rồi đó. Tưới mình tưởng nó ướt rồi. Ngồi nhưng mà không ướt. Nó với cái tâm thức của mình thì thấy không? Rồi ngồi là suy nghĩ giống như ngày hôm qua. Dạ chứ ngồi nó sướng quá nữa, nó mở cửa thấy sân quá rồi, có đi lên đây thì nắng ngồi. Nó sướng nhưng mà nó rất thì làm từ sáng vậy đi vô cho nó bệnh. Không, dạ cho nghỉ đi để ăn uống rồi tắm rửa. Vô là bệnh thêm, bây giờ chờ cho nó ráo. Rồi từ từ nó dịu xuống á, rồi đi vô nó mới hòa được. Đó thì coi chứ nó cũng dịu rồi. Nè hả? Chứ mà bây giờ mà nó lên tới đây rồi hả? Dạ. Hai cái này nó lên, cái này lên được ra đây, lên được này nó. Nó lên qua đầu rồi nè. Rồi quán chiếu nó vui lắm. Nhớ hôm qua họ qua ông chở đi không? Bác sĩ bảo là đừng có ngồi thiền nhiều. Hồi xưa dùng kích già. Thì có ở dưới ông nó đừng có ngồi đè nó xuống. Đó đó, Indian, nó gọi Indian. À, là ví dụ như vậy là nó thừa vậy là bác sĩ không cho tôi tu hay sao? Không ý nó chuyện cho đúng không? Như vậy, mình ngồi về suy nghĩ. Như vậy là ngồi mấy lâu nay cũng ngồi. Mà đâu giống phe là ngồi thiền, phe là ngồi chơi. Nhưng mà thật sự ra có lúc nào cần ngồi và có lúc nào không cần ngồi, thấy không? Lúc này bác sĩ đừng ngồi. Mà khi nó quen nè, một đêm rồi ngồi mấy lần như đó, dầu là rồi không có ngồi kiết già, rồi ngồi bán già không à. Bởi vì cái bụng mà đâu ngồi kiết già được đâu. Ngồi vậy thì ngồi hồi mệt mỏi gục xuống ngủ. Nó cầm, nó chạy biết đâu. Tại vì thầy ngồi cỡ này thì cái bên này thì cầm. Bên này bị đè xuống nhiều, bên này nó cân nâng lên. Nên tại sao khi mà thầy nằm cho cái giường đó, nó cho ông chỉ rõ con là hai cái mông của thầy nó bấp bình, một cái thấp một cái cao. Nó sưng lên thầy ơi, để nên ông mới nói đúng. Đó. Ghê lắm, mấy cái năng trả nó thiệt á. Mà bây giờ thầy ngồi ngược lại không được hả? Hả? Ngồi ngược lại không thuận cái gì? Không được. Đó, nó kẹt cái vậy đó. Nên cái bên này nó thấp, thầy có hiểu cái nói không? Yeah. Tại bên này nó thấp, cái mông của thầy đè xuống nhiều. Cái bên này nó cao lên. Nên ông cứ bảo tại sao nó ông cứ cao lên hoài. Chờ ông mày chạy làm sao mà ông cứ nhấn cái bên đâu của thầy đó. Ông bởi vì làm thì nó cũng thuận bên phải. Đó, nó kẹt này nè. Thì ông nghĩ bây giờ tính ra ngày hôm qua tới bây giờ là đạo vô đất. Không phải mình kể nha. Mà thôi kể thí đi. Thầy biết đâu nó được cái này mắc cái kia. Vậy cho nó gì săn thịt đồ lại nè. Nó rồi ăn ít lại. Đó rồi có ăn ít lại không? Có chứ. Như ngày hôm qua bún không nguyên ngày.
bữa nay mới bắt nồi cơm để cho thiệt đói á, vô ăn đặng cho ít lại là chiều ăn ít lại. Chúng ta đi mua, hôm qua đi mua dưa hấu mà nó giá tính... để giá bảy con mua cho không, thầy nó tính mắc quá thôi. À thế là thế, bảy con mua ba nó để là 2.99 mà mình lại nó tính 6.14. Tại sao vậy, thầy nói làm sao không biết sen nữa anh sẽ ra ấy không á, cái nó đi tại hồi tối tôi đi là 8:30 rồi à, nó làm chưa tới nó mới... không phải nó để, nhưng mà cái giá các bạn giá trong cái máy nó chưa có thay đổi, hay là nó chạy nó gõ cửa ship nó rồi xong nó về hết chỗ chở rồi, mua mấy trái chuối rồi mua mấy cái dâu tây á, vâng, bán lẻ đó, dạ. Ráng ăn thòn vô. Vâng, cái đó được. Tại vì có định cần con cho thầy ăn một trái thôi, tại vì thầy ăn nhiều quá nóng lắm. Cái dưa hấu con nói thật thầy không biết đâu. Thầy bảo thầy ăn hết 2/3 rồi con ớn à. Trong khi cả tuần con nóng gì nè, cái vô lạnh lạnh. Để con hiểu, con hiểu nên con mua thầy, nhưng mà cuối tuần con chỉ cho để ăn trái thôi. Tại nóng ngủ không được nên con nói thầy dưa hấu nóng lắm mà này. Mà Mỹ nó không ke. Nhưng mà Việt Nam mình ke, nóng lắm mà thầy không biết đâu, thầy ăn không biết thầy hết. Mà nóng cái vậy về tắm, về đâu dám tắm thì người ta làm mà rồi chạy xuống chợ thèm cũng muốn ăn dưa. Nhưng mà đi xuống với đặng mua cái gì? Mua cái gì là tránh này mà tự nhiên quên rồi. Đi xuống với mua xa xỉ, hết xa xỉ hôm nay. Rồi cái mua nó bán không xa xỉ nè. Cái này ơi, cái này cũng nâng giá trị rút bia nữa trời ơi. Rồi cái gì? Tại vì uống vậy là nào? Trời ơi ông nội. Không, ngày uống ngày nghỉ. Khi nào nóng quá uống mà uống rút bia không à, xa xỉ không à. Nè à. Ok. Cái gì vừa leo quá. Bởi cho nên khi mình thấy nó mình cũng quán chiếu hoặc dài á, hoặc nó cái tâm nó phía như đất. Cái chơi như dưa leo nó không có chú ý, nó không có lo cái rễ của nó. Nó cứ nó lo nó bò. Dạ. Nó bò mà mình thì mình cứ mình tứ mình lo mình dòm bông với dòm trái dòm bò tùm lum thôi à. Mà mình quên ý một cái á, là nó bò tới trưa giờ nó héo hết trơn. Mà nếu mà không kịp thời cứu vãn á thì nó chết luôn. Nó chết luôn. Mà giống như cái đạo Phật, nó y như đạo Phật Đại Thừa đó. Nó nảy sinh cành lá tùm lum hết trơn mà dạ, không quan tâm cái gốc á. Dạ. Thì coi chừng nó chết luôn, tại cái gốc là Đức Phật lịch sử đó. Một con người thiệt của lịch sử. Một đấng, một con người, một trở thành đấng Thế Tôn. Mình mà cứ theo Đại Thừa học khéo với mình tưởng tượng là Phật ở chỗ này, Phật ở trên mây, trên Bồ Tát, rồi đằng văn phải võ không á. Quên là ông Phật lịch sử là quên cái gốc á. Cho nên ngày Nguyên Giác ông nói là đảng nát bổ mạc sầu mạc, cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm cành ngọn. Đảng nát bổ là cần ôm gốc á, tình nghĩa gốc mà được vững á. Dạ, cái cành ngọn thầy thế nào nó, nếu mà không mất cái ngọn này thì ra cái ngọn khác à? Con bảo đảm thầy, cái gốc mà thầy chết được đó. Rồi cái dây mướp, ông ấy mướp là cái loại dễ trồng nhất, mà tại sao trồng năm nay được có 3 dây à? Hồi nãy tôi mới đào ra to là đất nó cứng cống, làm sao mà cái rễ đâm nổi. Thế tại sao thầy đào một khoảng? Bây giờ mới đào một khoảng. Rồi bỏ đụng cái đất mềm vô. Đổ đất mềm vô. Dạ thì nó sút chưa? Dạ. Là như vậy thôi. Hôm nay mình cứ nghĩ rằng là đất là thối gì vậy? Cái rễ. Nhưng mà hồi xưa sao thầy trồng lên dưới à? Hồi xưa thầy trồng chỗ này nè. Thầy trồng ngay nhiều mướp nhiều lắm. Không có chỗ này, hồi xưa nó không xây dựng, bây giờ xây dựng từ ngày mà múc cái giếng nước nào không nhớ không? À. Nó múc bao nhiêu cái chất phèn, chất vôi lên á. Rồi cái chất của nó lấp giống như xi măng vậy đó. À, đúng rồi. Cho nên bây giờ phải đào cho nó qua lớp đất đó thì nó mới mềm lại như ngày xưa. Đúng rồi. Cho nên mình không để ý, chủ năm rồi mình đào giếng nước ở đây nè. Trời ơi, tất cả cây khó nó phải trồng, không lên. Mà cái cây rau đó, rau mà không biểu dỗ dụng, quế đó. Không, để nắng vậy mà nó lên bà phà vậy đó. Nè. Thấy không? Còn cái bình trọng mà tư gần chết đó. Không chơi nhổ đi à? Không, nhổ gần hết rồi. Bây giờ nhổ thì phải có cái gì cắm ta xuống chỗ đó đi đó. Nhổ từ từ. Bởi vì chỗ đó biết, chỗ đó nó có phân á. Mà bây giờ đi ra chợ nó bán mấy đồng một cây vậy đó. Mà tại sao mà mình đem bán ăn nó không mua? Không phải, mấy tụi Á Đông nó không mua. Người nào con đi hai nơi. Nhưng mà người nào ăn ở quế này? Như Mỹ. Nó về nấu trà. Cái này nó gọi American Pigeon. Quế Mỹ. Còn cái kia là quế Thái. Quế Thái. Dạ, nó khác nhau như vậy đó. Tính còn một số hộp cho nhỏ nè. Tính chở xuống chợ với lên bỏ ăn trước. Ai lượm ta lượm cho ta trồng. Bỏ tội qua uống. Lỡ vô cái chậu nhỏ nhỏ vậy nè.
được không? Người ta lượm không biết. Cái đài trước cửa chợ. Mấy cái chỗ cho nhà thấy bộ ủ quá nó tốt vậy đó. Mà thò chiều qua rồi đi chợ thấy nó bán là 2 đồng 30. Sao chàng lấy lại cái chậu đất á? Tại vì anh lấy lại, tại bỏ quẩn, tại cái thầy cần về sau nhiều lắm. Nhưng mà cái không có chậu sao ta trồng? Không không còn trồng thì thôi lấy thầy một là thầy ấy thầy lấy thầy đưa con đi cho người ta thì được, cho free nó lấy, cho free nó lấy anh tao á, mày cho free thì tao lấy mà mua tao mua. Ra hả? Ờ, cái phòng này này. Tên cho cái cây cho mấy người Mỹ. Vâng, cho nên mày cho phi. Người Mỹ họ ăn phải không? Vâng. Thì là cho mấy người Mỹ. Vâng, vâng, nghĩa là chung quanh vậy thôi. Rồi cho trà tặng xung quanh đi. Dạ. Thôi ngày về đi. Dạ, ok, tôi đi nha. Ngày mai nó cần quế đấy nghe thầy, sáng mai thầy về cắt đấy. Sáng mai cắt quế đi. Được không? Được. Có đủ không? Đủ. Trời ơi, giờ này mẹ còn ăn nỉ nữa ở đây, trời ơi. Trời ơi. Đây là con, cái thằng thổ trả thằng khách mới đó mà không sao mày nói mày mang mang. Thế mà tao bệnh quá rồi. Ráng tháng rồi. Rồi tháng nữa rồi, mày đi luôn đi. Con đâu có ngờ thầy thầy này thiếu dữ vậy. Con không ngờ thầy thiếu dữ, con tưởng thầy nhiều lắm mà thầy nói lúc nào nhiều lắm, không kịp nữa. Tại lúc này quá không bán được, hôm trước ông đang từng cắt lại. Lúc này quá không bán được mà... Không phải, cắt. Nó không lấy người khác nữa. Ngày các ngày nghỉ. Ngày các ngày nghỉ nó không còn nữa thầy. Một mình nó thầy... Nhưng mà không phải, tại cũng tham, thầy chết ra trồng thêm. À thế hả? Thay gì? Nhưng mà nó bị có cao thấy nội bứng như là nó mất sức mấy ngày rồi. Được. Nhưng mà tôi hy vọng nếu mà có thể tuần sau thầy cho nó một tí. Này hả? Lấy con để con giữ cái lời hứa một tí chứ không có cái gì đó. Thế là mình nói người ta rồi mà mình nói mình biết luôn. Có. Là thầy thầy hiểu cái nói không? Dạ, à, thì này có vài phao đi thôi, đừng có nhiều. Cái vài phao phải bao. Đó, giờ từ nó lên cái gì? Thầy cung cấp nhiều. Dạ. Yeah. Mà nó chịu giá con rồi, mà nó chịu quế mình nữa, quế mình lâu chết. Mà tươi nữa, thầy hiểu nói chuyện rồi. Còn rác kìa. Dạ vâng, đó thì đó. Thì thôi thầy cố gắng để thầy tuần sau. Không ráng tuần sau nữa thì. Dạ vâng, tuần sau nữa thầy cho con thứ 6 thứ 7 á. Năm tay là nó nhiều dữ lắm. Thế hả? Dạ thứ 6 thứ 7, nhưng mà thầy phải cho con vài bao để con chào hàng, tức là con giữ lời hứa con nó. Chứ thầy cho con bạc luôn rồi, về sau kiếm lại nó không chịu nữa. Nó bảo mày thì không có tới rồi tao lấy gì tao bán. Thì ngày đáng đi kiếm giùm, giùm bác sĩ. Con biết chứ, con biết chứ, con biết chứ. Dù thì mà, tôi đau quá, thật sự giờ đau quá là. Thì con biết chứ, tối, con... tối đứng dậy phải giờ phải chậm cây gậy chổi đó. Con ra lại bắt ngày làm. Dạ, trời ngồi quá. Con nói gì, nói đi nói lại. Tôi thấy nó nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ thì kẹt lắm. Tại là mang tiếng con nữa. Thấy hiểu không? Thế nhà mình đừng lên như vậy mà thôi. Bây giờ nó nhỡ giờ cứ thế rồi. Không làm không được. Quá. Mà không đi không được. Không đi không được. Mà không làm không được. Yeah. Thầy biết mình vô cái thế kẹt. Tối, mà ngồi, đừng nói là chung dung ở đây. Tối mà ngủ quên mà ngồi vậy là phải lấy cái gậy chổi chứ đâu có ngồi liền được. Nên con nói thầy rằng cái giường á thì nó đỡ thầy để cái chân xuống đất trước thì nó còn mà nó về cái này nó nằm ra ngoài người phải là điện nào không mà. Không lên nổi. Đứng dậy phải đứng dậy bây giờ phải để cái gậy xếp đổ từ từ. Ok. Nên, yeah. Đại ca không lên nữa thầy. Không lên là đâu biết. Thầy giận thầy rồi, không thèm đòi nữa. Không có gì vậy. Thực ra thầy còn mong giận nữa nghe. Ok, tôi con đi nha. Mai thầy cần gì không? Dạ thôi. Không cần gì hả? Ngày ăn là bậy bạ thôi. Nè, không cần ăn. Chú ấy ăn, chú ấy ăn, cần chú ấy ăn chao rồi. Để hả? Dạ. Cần gì chả thì con mua thôi. Ok, thầy con đi thầy ơi. Ông mai rồi cắt xuống bồng tơ nữa nghe. Thì thầy cho mày cái đó. Không biết tết cái nào cho rồi còn nhiều quá chào hàng không? Cắt con đi bán, yeah. Người bán được. Dạ. Yeah. Người được. Quá trời luôn. Dạ. Đưa con đi bán cho. Dạ. Yeah. Cắt con đi bán. Nha. Vô bịch bịch vậy đó ha. Bịch lấy cái bịch ly lông á, bịch lông trắng. Chưa hơn nữa bịch. Tại vì nó nhìn. Tại vì á, ta để cái bịch ly lông mà nó đặt nó không nhìn thấy được. Nó muốn nhìn coi thầy có để đồ sâu không? Được đâu có. Nhưng mà cái đó là buôn bán nó phải như vậy. Là để bịt lông trắng như vậy gì con mua cho thầy á, yeah. Đủ dư rồi mà nhà thầy không có cái kênh nào hả? Không biết cái chợ này có không biết để hồi rồi đi chợ rồi để coi có rồi mua cái kênh á thầy mình mẹ kênh con lấy trước rồi ví dụ bao nhiêu ba con lấy trước cho nó khỏi kênh nó giặt tiền luôn thầy. Ôi chợ hả, chợ bán chợ đâu có lấy nhiêu tiền bán người ngoài chứ rồi chợ có đủ ô cái nghịch không đường này con đâu đi như an toàn được thầy nói thầy con toàn mới đi được như vậy. Thầy muốn con gọi nó tới gặp thầy liền không?
thôi cổ bán mắc người ta phiền nữa. Nếu mà cổ chịu bán giá rẻ đó thì mình cho tiền cổ cũng được, đừng bán mắc người ta phiền. Nếu ông nói con chịu á, không cài đưa nó để bảo cái này bao nhiêu, thí dụ để đổi cái này 1 đồng thì nó kẹt, nó bán bao nhiêu kẹt, nó kẹt như vậy đó, con mộng vậy đó, đưa cho nó vậy, nó đi nó bán tự động nó bao nhiêu tiền nó tăng lên chuyện đó, nó tùy theo mặt làm tiền. À, vậy cái ta chê mắc mẻ ta nói. Và đó là vì mắc mẻ đó. Đi liêu tụi mình nữa. Đi đó, đi khổ vậy đó con. Ok, thôi là con đi nghe. Dạ. Yeah.